chào các bác nhé. Em tiếp tục lên sóng của các bác cái con TZ100, dòng cao cấp của hãng Panasonic. Một cái dòng cửa điện phím cảm ứng các bạn. Máy hàng về em chưa dọn gì đâu, nó đẹp long lanh luôn nhé. Các nhìn lưng tôn thành vách, đẹp, tuyệt hảo luôn. Dòng cao cấp, cửa điện phím cảm ứng TZ100, màu nhũ nhé, màu nhũ màu ghi. Đời 2019 thôi nhé. Series máy 0237 TZ100. Có nhìn lưng tôn thành vách như mới luôn. Dành cho các bác cái hàng kỹ tính. Quay hai bên để các bác xem nhé, cực đẹp luôn. Siêu phẩm. Cửa điện các bạn này, phím cảm ứng không? Có chạm đây nhé mà. Nóng vào nhé. Cái dòng TZ này thì nhiều bác hỏi là nó hơn cái gì, thì nó trang bị thêm cái công nghệ nano X các bác nhé. Công nghệ nano X khử khuẩn. Đấy. Để các dòng kia thì không có. Các dòng kia thì khử khuẩn bằng hơi nước, con này trang bị thêm nano X. Các chế độ rửa là các menu rửa của này. Đây. Rửa chế độ 1, 2, 3. Sấy này. Sấy thêm này. Quạt gió này. Nước nóng 80 độ này. Hẹn giờ này. Đây, các chế độ rửa. Phím cảm ứng các bác chạm đây là nó chạy thôi. Hiển thị toàn bộ menu. Về cơ bản thì nó vẫn như các cái dòng kia, nhưng mà trang bị thêm cái cửa điện chạm tay này, ngón tay chỉ này. Đây. Nội thất của nó, máy này em chưa dọn được gì các bạn nhé. Các cái giá này của nó mới tinh luôn. Đi kèm cả bộ sách hướng dẫn sử dụng vẫn nguyên, túi nhặt mang về. Sách hướng dẫn như các thứ. Đó, cái này không phải của nó đâu nhé, cái này là của cái tủ lạnh nhé. Sáp đây là nó nhé. Đấy. Tức là người Nhật họ mua về có cả tủ lạnh nhé, đấy luôn TZ100 này các bạn này. Panasonic trong phía bảo hành hay cái gì đấy, hóa đơn chứng từ gì đó. Đấy. Bộ ống đi kèm, lắp đậy đường ống phía sau đủ bộ. Đây, một con TZ100 nguyên bộ luôn. Tất cả các máy khi em bán đi thì em đều test dọn sạch sẽ cho các bác nhé. Đây là về quay luôn để nhiều bác thích là nhìn cái tình trạng máy của nó khi mà bọn em chưa làm gì ấy, thì nó như thế nào. Đấy, nó sạch đẹp đến mức như thế nào. Thì các bác nào có nhu cầu thì các bác lôi. Chiếc này em bán là 10.300.000 nhé. 10.300.000 bảo hành 1 năm, chưa phí vận chuyển, chưa bến á, ship hàng toàn quốc. Không mà ship các bạn ở xa mua thì đặt cọc, chiếc em tối thiểu 1.000.000 nhé. Máy đắt tiền. Chào các bác.